chào cô bác chị Hoàng. Xin chào. Trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị Hoàng sức khỏe và năng. Thành, Thái. Hôm nay hai anh em tái đấu rồi ha. Mà hôm nay ăn cái món này trong kênh mình chưa làm. Đó là mắm lóc chân, thịt luộc, dưa leo. Cơm thì mình có cho miếng nước súp vô rồi. Nước súp xương. Cho hai anh em cho dễ đua. 2,6 kg tức là còn 2,4 kg. Đó, là bạn. Bạn này cũng vậy. Bạn này hơi nhít nhẹ lại chút xíu, không sao, có như nửa muỗng á. Rồi ha. Bây giờ hai anh em được 20 phút. Chứ không dài đâu. Dài quá thì nó không còn gì. Khoan em trai, để cho nó công bằng em trai. Em đừng có gấp. Tại bên kia chưa gấp lựa xương, em đây lựa xương thì nó không công bằng đúng không? Cho nó công bằng. Bây giờ 20 phút. Hai anh em đồng ý ha. Đồng ý thì mình chơi, còn không đồng ý thì thôi. Nói chung là ai cũng lớn mà không ai ép ai á. Hết trước có 1,2 triệu ha. Sơn xin đại diện hai anh em mà tổng mời cô bác chị bạn dùng cơm với hai anh em của mình. Dạ xin mời. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 mắm lóc chừng ăn với thịt luộc dưa leo này hết bài luôn. Thì cái này mà hô và ăn để cho đẹp và cho sập thì lúc nào cũng phải thua người ta. Bây giờ mình sợ dính này kia mình ăn cho kỹ cho đẹp là lúc nào cũng phải thua. Thi mà bắt buộc phải cốc độ là trên hết. Nó ra là dính gì thì dính cậy nó, còn mà ngồi ăn thưởng thức thì mình phải kỹ. Mắm lóc có xương nghe hai bạn. Ăn cái mắm mà cũng để ý. Bỏ lại dưới đây có mấy em lưu, ba bốn em lưu với đường trời sẵn á. Bỏ xuống em nó lùm liền luôn. Anh em phi gấp.
sau bên thành đừng có khó đôi ủa anh nhớ mình nhớ mình muốn muốn rửa đó đừng có đôi đôi dính xương nhiều quá hả nó nằm mới chơi tưởng là khúc giữa nó múc hai khúc giữa cho hai anh em múc dính được cái khúc đuôi để cái móng này người ta chẻ làm đôi là khúc giữa không có xương chút xíu mà tôi múc cho bạn đúng xương luôn nó lừa xương không mất thời gian đầu xương dữ lắm
làm đôi luôn. Nâng đi bà lên, bà phá được ao rồi. Chuẩn bị đi bà. Chắc hôm qua chắc cũng vô mấy chén chè gì nè. Ăn bà Thái bị nóc ao rồi. Còn có mắm mắm này, không ngán. Không ngán hả? Ngon. Ăn ăn cậy xuôi bị xương nhiều phải không? Hôm qua ở nhà mừng chúa sống lại thì sao mà chắc có vô và che chén chè chén rượu gì phải không em trai? Chị ăn số lượng này nhưng là có em nghĩ có tầm 2 kg, với lại thêm nước súp vô thì nó tầm 2,4 kg. Nói chung là một bữa em nó ăn bình thường, hôm nay là bị văng vách. Coi như là em thua nghe thấy. Ok, phần thưởng của Thành ơi. Thành ăn của em hỏi hết cái này thì nghĩ tầm chưa được 12 phút. Thời gian nãy giờ anh em nói chuyện mới được 12 phút. Thì ăn Thành ăn cũng rất lẹ. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và năng chờ. Bye bye.